Thầy xin lỗi em trước đi. Thầy thật sự đã tốt nghiệp ngành sư phạm à? Sao một giáo viên có thể... À không, đến một đứa con nít có biết nói chuyện tử tế là như thế nào? Em nói cái gì? Nói lại tôi nghe xem. Em muốn thầy rút lại những lời đã xúc phạm em. Ra khỏi lớp. Và xin lỗi cả lớp vì làm ảnh hưởng đến lỗ tai của các bạn. Mọi con, chung ra ngoài.